Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ứng dụng đầu tiên mà chúng ta sẽ xây dựng trong khóa học này. Ứng dụng này anh đặt tên là app đổi màu văn bản. Thì mọi người thấy chúng ta sẽ tạo ra một cái form có giao diện tương tự như thế này. Ở đây là nó có một cái nhãn dán, nó có một cái dòng test với giá trị là Hello WinForm. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có bốn cái nút nhấn tương đương là lần lượt là xanh lá cây, xanh dương, màu đỏ và màu vàng. Như vậy khi cái form của chúng ta vừa khởi động thì ngay tại Halloween form này nó sẽ sinh ra một cái màu ngẫu nhiên. Cứ mỗi lần chạy là cái màu ở đây nó đều thay đổi và hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau đó người dùng họ không thích cái màu này. Họ có thể thay đổi màu của thằng này bằng cách nhấn vào những cái button tương ứng ở phía dưới. Ví dụ như nhấn vào màu đỏ thì ở đây nó sẽ đổi thành màu đỏ chúng ta nhấn thành màu vàng thì ở đây sẽ đổi thành màu vàng như vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi xây dựng cái form đầu tiên này